Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha. Mình là Rick Quý Ông đây mọi người ơi. Đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi Richter và mình sẽ mặc bộ trang phục bá tước này để xem nó có chọc ngợt mà như bộ Susano cũng như là bộ thống soái không nha mọi người nha. Đó. Thì đa số là mình sử dụng bộ trang phục này cũng như là bộ thống soái. Còn bộ Susano thì nó hơi bị lỗi một chút ở cái biến về của nó, khiến team bạn nghe thấy cái lúc mình biến về, thành ra là mình bị lộ sai. Cũng như là cái chiêu 1 của Susano chọc khá là rát tai nha mọi người nha. Nếu mọi người cho âm lượng to lên á, nghe cái âm thanh chọc nó rất là chát, nó tạch tạch á mọi người ạ. Đó, nó rất chát tai và nó khó chịu nữa, gây cho mình một cái cảm giác là khó chịu khi mà mỗi lần nghe nha mọi người nha. Còn cái bộ mà thống soái mọi người ạ, bộ thống soái thì nó lại nghe nó lại không được mạnh mẽ cho lắm ở những cái đòn chọc của nó. Còn cái ulti của nó thì nghe khá là được. Nhưng riêng về cái bộ bá tước này thì mình đánh giá là cái bộ chọc cơ bản, cái tiếng chọc cơ bản của Richter nghe nó vẫn là ổn hơn. Với lại thêm vào đó nó có cái sự mượt mà mình cảm giác là như vậy đó. Đó. Thì ngày hôm nay mình đang đối đầu với vị tướng đó là Navi và DSP cho bạn John, cũng như là đối đầu với SP đó là Mina. Trận này thì mình phải lên món trang bị đó là đao truy hồn nha mọi người nha. Cái đao truy hồn này nó rất có lợi trong việc mà các bạn đối mặt với những vị tướng mà nó có khả năng hồi máu nhiều như Red, cũng như là SP bên bạn đó là Mina. Đó. Ăn nhẹ con rồng này các bạn ơi, có lợi thế thì mọi người hãy lấy rồng ngay nha, để có cái khả năng ép đường từ việc dọn lính nhanh. Kai trên này thì đang có vẻ là muốn xuống này, chưa nhìn thấy vị trí của Kai đâu này. Đó, không có ở bụi này, mình sẽ di chuyển xuống đây để xem bắt được vị trí của AD team bạn không. Nhưng mà trên kia đánh nhau khá là gắt, mình có nên lên không nhở? Thôi bỏ đi mọi người ơi, không được đâu. Gấu thì cũng đã nằm lại rồi, không thể chống lại được với ba người team bạn, trong đó có cả Mina, rất là khó chịu từ cái chiêu ngoan. Mình sẽ đứng ở đây để lợi dụng cái bụi này để xem bắt được vào ai không này. Không được rồi. Ở đây thì đã nhìn thấy vị trí của mid nhưng mà lại có bạn Vered theo sau nên là mình không băng vào được. Mina đang ở đây, khả năng là sẽ vào lấy đi cho mình là con blue này. Mình sẽ phải vào hỗ trợ rừng nhá. Đó, bạn Mina di chuyển vào luôn đó. Rồi bạn ơi, ba người vây như vậy thì chạy sao được bạn ơi. Nằm xuống đi nào. Đó, nghệ thuật KS đó mọi người ạ. Trận này thì mình đi SP cho bạn John. Mình rất ngại SP cho John, SP cho AD là John hoặc là Van Hên. Mình rất là ngại nha mọi người nha. Tại vì các bạn ấy quá là tù. Tuy là cái lượng đam còn là có đấy, nhưng mà đổi lại cái là các bạn ấy không có cái sự cơ động cần thiết. Thành ra là rút phải đi ké ké bên người. Mà bản chất của con Richter này thì không thể nào mà SP theo cái lối gọi đánh gọi là đi sát kè kè bên người để cover AD được, để bảo kê cho AD được. Vì bộ chiêu thức của Richter nó không cho phép như thế. Mà bộ chiêu thức của Richter nó là tiền đạo, phải lên tấn công trước, sau đó là AD vào sau. Nên là AD nếu mà bị bắt lại thì coi như là team mình không có đam nha mọi người nha. Mình rất là ngại đó. Mà thậm chí là khi mà mình băng vào rồi, AD đằng sau đi chăng nữa thì các bạn ấy vẫn bị bắt vào. Vì cái độ kém cơ động của các bạn ấy cũng như là cái ưu tiên của team bạn dành cho các bạn ấy, vì các bạn ấy có cái lượng sát thương quá là to đi. Như bạn John trận này chẳng hạn, mọi người có thể nhìn thấy là sấy nhẹ vài cái nội tại mà đã bay cái trụ rồi đúng không mọi người. Đó, cái lượng đam rất là to nhưng mà bạn ấy phải đánh đổi đó là cái khả năng cơ động gọi là như rùa bò đó mọi người ạ. Đó, được cái này thì mất cái kia thôi, cũng không thể nào mà đòi hỏi được. Nếu mà con John này mà lại được vừa sát thương to vừa di chuyển như Na thì thôi, còn gì là AD đúng không mọi người. Team bạn trận thầy thì pick một số tướng nó khá là khó bắt vào vị trí của bạn John nha mọi người, để ý nhá. Đó là vị trí của Irie. Irie thì
phải băng qua mình cũng như là băng qua đội hình của mình thì mới vào được John này, trừ khi là núp bụi này. Và vị trí đó là Vered. Vered thì có cái khả năng câu kéo chiêu cũng như là đánh nhây nhựa thôi, chứ Vered thì không thể nào mà sốc đam được, ví dụ như là gấu hoặc ngộ không để bắt vào vị trí của John. Nên là trận này bạn John bạn chơi cũng khá là thoải mái, chứ không đến độ mà phải bị ép ghê quá đó. Cho nên là bạn ấy có thể chơi được trận này và gây đam trận này là khá là tốt. Nhưng mà mình thì sẽ kết thúc trận đấu sớm thôi, nói như vậy chứ không thể nào mà đánh giá chủ quan team bạn được, để mà khi về cuối game team bạn có đồ, có cái thế trận nó cân bằng rồi, có cái lượng trụ cân bằng rồi thì mình rất là khó chơi nha mọi người nha. Bạn Airy kia bạn cũng đánh khá là gắt và biết chơi, cũng là top Airy, cho nên là rất là nguy hiểm khi mà để bạn về cuối game. Bạn là tướng late game, sau đó bạn kéo bạn về cuối game, bạn có đủ đồ rồi và bạn ulti cho nên là ngoắng các cái thứ vào người mình thì thôi, sát thương chuẩn mới như ulti không thể đỡ được mọi người ạ. Con này mình sẽ phải dọn nhẹ lính ở đây này, tránh để team bạn có cái thế lính cao sau đó lại ép vào. Nếu như combat là dòng thua là mất trụ này ngay đó. Họ may quá lấy được dòng rồi. Mình sẽ ở đây bắt vào vị trí của Airy này. Rồi Airy đó, long kiếm là chạy đi mất rồi. Thôi các bạn ơi, dừng khoảng chừng là 5 giây để mình nối nộn tại cái đã nào. Ở dưới này thì cũng tan đợt lính đó mọi người, để ý không? Nếu mà để cái đợt lính đó nó còn ấy thì các bạn ấy sẽ công vào trụ nhà mình ngay. Nhưng mà khi các bạn dọn lính đi rồi thì các bạn không có thế công, và sau đó thì bạn sẽ lùi thôi. Ở dưới đây đông quá thì thôi bỏ đi mọi người ạ. Bỏ đi, bắt Lavi này. Đó. Ôi ôi, vịt chim cánh cụt, vịt trời mọi người ạ. Bay, ôi Zata bay. Zata bay chán đàn luôn mọi người ạ. Đó là đỉnh cao đó, Zata đó mọi người ơi. Top Zata hẳn hoi nhá. Bay ngang chim cánh cụt luôn, chịu chết luôn. Bay chịu đấy. Ông bay thế thì làm gì mà lên được tốt mình không biết. Chịu luôn, né luôn. Đó, bây giờ thì thế trận nó đang nghiêng về team mình khá là nhiều. Thế nên mình sẽ ép nhanh để win sớm này. Trên này Kahi thủ khá là căng, có cái chiêu cuối để dọn cái tôn lính hết sức là nhanh. Đổi gấu ơi. Rồi mình sẽ dồn lên trên nhá. Gấu thì lại bị bắt lại. Đó, bị Airy ném cái con dao phay vào mồm và phải nằm lại rồi. Đó, ở đây thì bắt vào vị trí của Kahi, nhưng mà có lẽ mình phải lùi lại thôi. Lùi lại một nhịp này. Mọi người đánh Richter mà cảm thấy mọi người mà thiếu đam mà hụt không thể kết thúc được ấy, thì mọi người lùi lại một nhịp, sau đó là mình lại vào tiếp nha mọi người nha. Chứ mọi người tránh là ăn khô máu rồi một combo là như thế là không nên nha. Phần này mình sẽ tốc biến bắt vào vị trí của Airy này, không thể chạy được bạn ơi. Giữ chiều 1 để có thể lướt 2 lần. Đó, như vậy thì VS sẽ không bắt được vào người mình. Ở đây thì mình sẽ dọn chút lính mid này để cao cái đường lính này lên, xem có thể là lấy đi được cái trụ này không này. Team mình thì cũng đã phải nằm xuống đến 3 người rồi. Thôi mình lui pha này thôi. Team bạn có khả năng là ăn ca sơ mất rồi, cũng không thể tranh cướp con ca sơ được. Xem nào có thể vào để mà... Đó, nhìn thấy rồi, có thể vào để điếm nhẹ không này. Không được rồi. Rất cố gắng nhưng mà team bạn đã nói với mình là xin rất tiếc. Bạn rất cố gắng nhưng mình rất tiếc không thể liếm được con cancer mọi người ơi. Pha đấy thì mình thiếu đam rồi. Đẩy cao đường lính lên nhá. Mọi người lưu ý là đánh gì thì đánh, mọi người di chuyển ra sao thì di chuyển. Nhưng mọi người thấy cái tôn lính nào ở đường mình nó cao quá thì mọi người phải đẩy lên nhá. Thứ nhất để team bạn kéo cái đội hình ra để đi dọn lính, team mình dễ di chuyển hơn, cũng như là mình có thể set up những cái pha bắt lẻ khi mà team bạn đẩy cao để dọn lính nha. Và cũng tránh việc là lính cao quá và team bạn chia nhỏ người. Những vị tướng cơ động như Airy hoặc Naros các bạn ấy đi đẩy lẻ thì rất là khó chịu. Mục đích của các bạn ấy khi mà bị ép đường như bây giờ, ép trận bây giờ ấy, các bạn ấy chỉ muốn kéo dài trận đấu ra về cuối game để có đam mà sau đó sẽ chơi lại team mình thôi. Tránh điều đó xảy ra thì các bạn phải đẩy lính thật cao và ép liên tục nha mọi người nha. Con Caster đã được thả ra ở đây rồi, nó sẽ vào cái trụ mid nhà mình sớm thôi. Pha này thì team mình đã phải nằm lại đến 4 người, mình không thể ra pha này được. Nếu mà ra pha này thì khả năng mình cũng nằm lại. Nhưng mà mình đang cân nhắc là cái trụ này
mình có nên thủ cái trụ này không này. Khi mà thấy đến hai người ở đây rồi, cố gắng băng ra một xíu rồi xem băng ra ta bay được vào vị trí của Velvet không. Thôi ba này thì lùi lại một xíu thôi này, nó dọn nhanh cái con ca sơ đấy không, nó đẩy mất cái trụ rồi trong mình luôn. Không ngờ là bị cái kéo của Velvet mọi người ạ, đen thật đấy. Bị kéo của Velvet xong đó là ăn một cái tiêu đạn của Lavi là ngất, sợ thật. Team bạn lại đang có thể ép lên rồi đó, mọi người nhìn thấy không, team bạn chỉ cần có cái lợi thế thôi là team bạn dồn người lên và ép. Nếu các bạn không cẩn thận trong đấu đỉnh cao này thì có thể là ép cái là các bạn mất trụ ngay nha. Cho dù là team bạn đang team mình đang có cái lợi thế, thế nhưng mà để những tình huống như thế này ấy, thì cái việc mất trụ cũng như là mất cả trận đấu là rất là cao luôn. Thì mình đánh chủ quan mà, bao giờ đội nào có cái thế thắng đẩy đường cũng như là có cái lượng vàng xanh sao thì thường chơi rất là hổ báo, cũng như là chơi rất là lạc quan đến cái độ mà không cẩn thận đấy mọi người ạ. Sau cái đó là bị team bạn lật kèo. Thì những cái trận như thế nó cũng diễn ra khá là nhiều rồi, nên là mọi người phải chú ý nha, tránh để cuốn vào giao tranh nhiều quá, cũng như là tham gia những cái pha combat nó không cần thiết, thì mọi người hết sức lưu ý nha. Ăn nhẹ con rồng ở đây này. Con rồng này thì hiện tại bây giờ ăn thì cũng ăn thôi, nhưng mà nó cũng không đem lại được cái lợi thế gì nhiều, ngoài cái việc dọn lính nhanh và tăng thêm một chút lượng vàng. Còn con ca sơ bây giờ mới là mục tiêu quan trọng mọi người ạ. Đầu thì ăn rồng thì nó rất là ok đấy, nhưng mà cuối này ăn rồng thì nó cũng không có cái tác dụng gì nhiều lắm, ngoài cái việc gây thêm sát thương được vào lính quái thì nó cho mình thêm lượng vàng thế thôi, chứ không có cái gì hơn được bằng con ca sơ cả. Pha này ở đây thì mình đã nhìn thấy vị trí của mid và AD. Mình sẽ vòng lên đây, bắt vào vị trí của AD này hoặc là mid để xem được không này. À mid đang sấy này, đang sấy thì mình vào luôn bạn ơi. Đó, bạn làm sao mà bạn đái bậy được như vậy bạn ơi. Không, các bạn chơi con Kahi này thì thường nói vui nó là vị tướng đái bậy nha mọi người nha. Ở đâu cũng có thể sấy cái chữ cuối được, như những cái tiên nước đó. Mà cái chữ cuối của Kahi thì hồi rất là nhanh, rất khó chịu luôn. Để bạn ấy sấy thì tay cũng phải ngất luôn ạ. Nhưng mà để bắt được vào bạn ấy thì cũng bình thường thôi, đơn giản mà. Chỉ cần đọc mát sau đó di chuyển lên cao, bọc một xíu và sau đó là dùng combo và bắt lại được thôi. Đối với Kahi mình dùng Richter thì mình không ngại lắm. Mình chỉ ngại nhất đó là vị tướng Laurel Limit thôi nha mọi người nha. Laurel Limit thì rất là khó chịu, cũng như là Inumia. Hoặc là bạn nào thì bạn nào Limit nữa ta. À Natalia đó mọi người ơi. Natalia thì các bạn phải căn xem là cái chiêu cuối của Natalia đã dùng được chưa. Nếu mà chiêu cuối mà dùng rồi thì các bạn vào, còn nếu mà chưa dùng chiêu cuối đi vào rất là khó nha mọi người nha. Mọi người chỉ cần lao vào hất tung thì bạn ấy ném cầu và sau đó là bật luôn chiêu cuối, outplay ngược lại Richter luôn, rất là khó chịu. Đó, mình sẽ đẩy cao cái tuần lính này lên để ép liên tục vào đường trên này nhà team bạn, không thể để team bạn có cái thế ép được nữa. Cái thời điểm này thì Richter mà công trụ và băng trụ khá là ok nha mọi người nha. Nhưng mà để lết game thêm một tí nữa thì cái nội tại đường đất của Richter nó sẽ không phát huy hết cái tác dụng đâu. Vì lúc đấy là team bạn là xanh sao hết rồi. Ôi giòn sấy khá là đau này. Rồi bạn ơi bắn đi bạn ơi. Giòn lại còn lùi xuống một nhịp nữa. Mình đã thả diều để tránh sợ team bạn đằng sau sốc đam nên là mình phải lùi lại, cũng như là để cho Mina đuổi theo mình, nhưng mà bạn Giòn bạn lùi lại theo mình một nhịp, thành ra là không có đủ sát thương. Bắn đi đừng sợ bạn ơi. Đó. Nhắn cho bạn ấy cái tin nhắn cho bạn ấy có đợt thêm cái động lực để mà thấy nhiệt tình hơn nha các bạn nha. À ở đây mình đã nhìn thấy vị trí của Lavi và mid đi khá là lẻ này. Mình sẽ tốc biến vào. Ôi rồi. Nhưng mà không thể dùng được cái miễn nhiễm pha đấy, tại mình sợ khi mà dùng miễn nhiễm pha đấy mình sẽ không còn miễn nhiễm để mà khi công trụ nữa mọi người ạ. Nhưng mà không sao, vẫn tiếp tục trận đấu và khả năng là team mình sẽ ép để win sớm thôi nha mọi người nha. Không thể nhây trận đấu thêm được nữa. Trận đấu cũng đã kéo về phút thứ 15 rồi. Ép pha này là hợp lý này.
Đó. John bây giờ sấy rất là đau nha mọi người nha. Cái lượng đam rất là kinh khủng. Đó, Kai'Sa thì cũng sấy thế nhưng mà súng đại liên của Kai'Sa thì không thể bằng cái khẩu liên thanh của bạn John được. Đó, pha đấy giải thì John ngon nghẻ nha. Pha trước nếu mà mình sử dụng giải pha đấy thì khả năng là John bây giờ là hẹo là cái chắc mọi người ạ. Đó, nên mọi người cũng phải đánh, cũng phải vì đồng đội một xíu. Chứ nếu pha đấy trước mình giải thì khả năng mình đã ăn được vào vị trí của bạn Kai'Sa rồi. Ăn Caster này, ăn Caster đi mọi người ơi. Ép luôn để win nào. Gấu trên kia thì cũng đã lấy được cái trụ đường top, đã bia trộm được cái trụ rồi, rất là hay luôn. Gấu đang đảo lên trên kia để lấy đi cho mình con blue. Bạn gấu ở đấy thì cũng câu kéo cho team mình một xíu này. Mình chưa nhìn thấy sai team bạn đâu. Khả năng là dừng đi John ơi. Từ từ đã, nhìn cái sai của team bạn đã. À, AD mới mít ở kia rồi, ăn được mọi người ạ. Không có AD mới mít thì không sợ. Cái lượng sát thương chính của team bạn nó là AD và Kai'Sa, mà Kai'Sa lại ở đó với gấu. Thành ra là team mình có thể ăn được phần này nha. Đó, team bạn đã dồn vào để bắt vào cái vị trí của gấu. Do đó là team mình có cái khoảng trống để mà ăn Caster nha mọi người nha. Đó, mọi người canh Caster và ăn Caster thì cũng phải lưu ý nha. Nếu mà chưa thấy team bạn xuất hiện đâu đó trên bản đồ thì từ từ hãng ăn. Tránh để việc ăn ghi Caster còn gần ít máu mà team bạn băng vào. Và thế là úi rồi ôi đấy mọi người ạ. Cho nên là mọi người phải cẩn thận nha. Đó, pha này thì Caster đang dồn lên. Nhưng mà team mình thiếu đi vị trí của Luka nên là mình nhắn tin cho team đó là để lính, không dọn lính pha này. Nếu dọn lính pha này thì Caster sẽ lên trên cao và team bạn có thể đánh vào vị trí của Caster. Ôi pha này thì chơi luôn này. Chơi luôn được này. Đó, bắt đầu vị trí của Airi rồi. Pha này thì khả năng là kết thúc trận đấu rồi mọi người ơi. Đó, team mình hiện tại là có, còn có mình, có Ryoma cũng như là còn có John. John thì sấy khá là gắt. Pha đấy đã, team bạn đã phải nằm dưới đến 3 người rồi. Vậy thì chỉ còn 2 người, Kai'Sa cũng như là bạn AD thì không thể thủ được cái trụ này rồi. Và khả năng là team mình sẽ lấy đi cái trụ cuối nhà team bạn và kết thúc trận đấu ở đây thôi. Mọi người thấy clip của mình hay và chia sẻ hữu ích thì mọi người đừng quên cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh nha mọi người nha. Các bạn xem video này thì thấy chỗ nào mình không được và chỗ nào mình cần phải cải thiện thì các bạn đóng góp ý kiến cho mình nha. Mình rất cần sự ủng hộ của các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.